phân tích One Punch Man Chapter 202. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Weebu Never Die. Chúc anh em một ngày học tập và làm việc thật thuận lợi nhé. Ở Chapter 201 trước đó, đối diện với áp lực quá lớn từ tinh trùng Bạch Kim, cuối cùng King Đại Đế đã quyết định tung ra đòn tấn công tối thượng của mình. Theo lý thuyết thì đó là pha quỳ lại xin tha mạng của King. Tuy nhiên, xét trên thực tế, Garu đã giúp cho pha giảng hòa ấy của Đại Đế trở thành chiêu thức tối thượng thực sự. Theo đó, Garu bắn tốc độ, xiên chết ác ly nôn mửa, cứu lão bang, vã nhẹ tinh trùng Bạch Kim, đồng thời meo méo meo luôn ác thủy mấy nhát. Như vậy, chính thức Garu đã giáp mặt với những chỉ huy mạnh mẽ nhất của Hiệp hội Quái vật và trận chiến với tinh trùng Bạch Kim là chắc chắn xảy ra. Ngoài ra, ở chapter vừa rồi, sau quãng thời gian tấu hài xuyên lòng đất, bộ ba Sai Hói, Flashy Flash cùng Manaco đã được Blast thành công gửi lên mặt đất, xuất hiện đúng chỗ Garu đang đứng. Và sang đến chapter mới nhất 202 này, rất nhiều thông tin hấp dẫn đã được tác giả gửi đến anh em chúng ta. Garu đã lấy lại được hoàn toàn ý thức, song sức mạnh hóa quỷ của thợ săn anh hùng vẫn còn, thậm chí còn hoàn thiện hơn cả lúc trước. Cùng với đó, Flashy Flash đã tấn công Garu, tinh trùng Bạch Kim cũng nhanh chóng trở lại sau đòn đánh của Garu trước đó. Ba thanh niên này đã tạo nên một trận đánh có thể nói là mãn nhãn nhất từ trước đến giờ về khía cạnh tốc độ. Saitama xuất hiện, tuy nhiên anh chưa tham chiến. Thay vào đó, chúng ta có một cuộc hội ngộ sặc mùi đạo lý, quà tặng cuộc sống các kiểu của Sai Hói và Genos. Và thông tin cuối cùng cũng vô cùng hấp dẫn là ác thủy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Con quái vật này đã đạt ngưỡng sức mạnh mà mình chưa từng nghĩ là nó sẽ đạt được, đó là dung hợp với đại dương. Quả thực, những chapter gần đây ở bản đẹp, tác giả Murata đã liên tiếp đem đến cho anh em chúng ta những thông tin đi xa hơn so với bản gốc, từ đó câu chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều. Ok, để tìm hiểu kỹ hơn về chapter mới 202 đầy hấp dẫn này, anh em hãy cùng mình đến ngay với video phân tích chapter mới. Bắt đầu thôi nào! Mini story. Như thường lệ sẽ là mini story. Xuất hiện trong khung tranh lần này là nắm đấm của Garu hóa quỷ và Saitama. Cùng với thông điệp, nắm đấm và ý chí vẫn chưa đến lúc đối đầu nhau, tác giả Murata gần như đã chuẩn bị xong mọi thứ để trận đánh giữa thợ săn anh hùng và Saitama có thể diễn ra trong vài chapter tới. Theo đó, Saitama đại diện cho nắm đấm, người sở hữu sức mạnh phi thực tế mà chẳng ai có thể đạt được ngoài anh. Garu, kẻ đại diện cho ý chí, một ý chí quyết tâm không bao giờ từ bỏ, mặc cho lý tưởng mà thợ săn anh hùng theo đuổi là sai lầm nếu đem ra so sánh với chuẩn mực xã hội. Dễ hiểu hơn thì trận đánh sắp tới sẽ là cuộc chạm trán của kẻ thách đấu kiên cường và sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Chắc chắn là trận đánh này sẽ cực kỳ hấp dẫn theo một khía cạnh nào đó. Giá trị thực sự mà Saitama đem lại cho Genos, King lươn lẹo. Sau tất cả thì Sai Hói và hai người anh em cùng cha khác ông nội của mình đã quay trở lại mặt đất. Trong khi bé Manaco đang tự hỏi có phải mình vừa được dịch chuyển, Thánh quần tất Flashy Flash chưa biết chuyện gì xảy ra ở chiến trường thì Sai Hói lại đang thắc mắc ông già Blast đi đâu mất rồi. Anh em để ý thì sẽ thấy Thánh lầy Saitama rất thích cà khịa tuổi tác của người khác. Thánh này từng gọi Samurai Nguyên Tử là ông chú trung niên, gọi Tatsumaki là bé gái đi lạc. Và hiện tại anh gọi anh hùng hạng 1 lớp S là ông già Blast. Thánh Sai chả biết kính lão đắc thọ là gì cả, đúng không anh em? Cơ mà dù sao thì nghiệp nào quật nổi Saitama, cho nên là cứ cà khịa thoải mái thôi. Lúc này Saitama trao một ánh nhìn nghiêm túc về hướng Garu, sau đó lao nhanh về phía thợ săn anh hùng. Cơ mà sau tất cả thì đó chỉ là việc Saitama chạy đến chỗ Genos đang nằm phía sau Garu. Pha này làm mình mừng hụt anh em ạ, cứ tưởng là hai thanh niên lao vào choảng nhau luôn. Nhưng mà không, nhìn vào biểu cảm nghiêm trọng của Saitama, anh em sẽ dễ dàng nhận ra anh Hói đang rất tức giận khi thấy đồ đệ của mình bị đánh tơi tả như vậy. Khi Saitama chỉ vào Garu và hỏi có phải hắn đã đánh Genos thành ra như thế, mình tin chắc nếu quỷ nhân máy nói là phải thì khả năng cao thợ săn anh hùng còn đúng cái nịt anh em ạ. Thực ra thì dù Saitama luôn tỏ ra thờ ơ nhưng anh luôn luôn lo lắng cho Genos. Chẳng qua là cách thể hiện của Saitama có phần khác khiến cho chúng ta khó nhận ra điều đó hơn mà thôi. Genos cũng đề cập đến việc King đã xử lý hết bọn chỉ huy quái vật bằng tuyệt kỹ tối thượng. Nhưng Sai Hói chẳng biết tuyệt chiêu đó là gì. Anh chỉ nhớ đến quả combo mà King đã bán hành cho mình trong game mà thôi. Hệ thống của Genos cũng cho anh biết uy lực phát ra từ Garu có cùng mức sức mạnh giống với King. Về việc này thì anh em biết rồi đấy, thực chất King triệu hồi Garu mà.
Về phía King thì thanh niên này sau khi thấy Saitama xuất hiện đã ngay lập tức chạy đến chỗ anh hói. Đúng như mình đã dự đoán, đại đế có vẻ mừng quá nên suýt thì nói thật rằng mình chẳng làm được con mợ gì và đã rất sợ hãi. Bởi Saitama là người duy nhất biết rằng King vô cùng yếu. Tuy nhiên, khi nhận ra Genos có mặt ở đó, King ngay lập tức bật chế độ lươn lẹo, làm ra vẻ ngầu lòi, cùng với đó là bốc phét về chiến tích của mình. King cũng không quên sắm vai anh lớn để khen ngợi Genos trước mặt Saitama. Đại đế mà lươn như này thì không ai đỡ được anh em ạ. Saitama khen ngợi Genos khi cậu đã chiến đấu đến phút cuối. Nhưng đáp lại lời khen đó, Genos vẫn tỏ vẻ dằn vặt về chính bản thân mình. Cậu cho rằng mình đã không dám hy sinh ở khoảnh khắc cần thiết và làm như vậy là do cậu chưa được mạnh mẽ hơn. Đối với vấn đề này của Genos, mình đã nói khá là nhiều. Quỷ nhân máy là người luôn cố gắng tìm kiếm sức mạnh thuần túy với mục đích trả thù. Nỗi ám ảnh quá lớn về việc trả thù dường như đã ăn mòn tâm trí của Genos. Và khi anh đến với Saitama, mục đích của anh là có được sức mạnh theo đúng nghĩa đen. Nhưng đối với con người, việc mạnh lên không đơn thuần chỉ là về sức mạnh thuần túy, mà đôi khi sức mạnh đó được tính bằng tình cảm hay là lòng can đảm. Theo đó, ta thấy Genos đã thực sự mạnh lên rất rất nhiều. Từ một kẻ mang tính cách chẳng khác gì một con robot, Genos sau một thời gian đồng hành cùng Saitama đã có những thay đổi nhất định. Cậu nhận ra như thế nào là một anh hùng thực sự? Nhận ra giá trị của đồng đội, của bạn bè, tình thân. Để rồi khi Genos trao đi tình cảm, anh sẽ nhận lại tình cảm đó từ những người khác như cái cách mà Fubuki đã giúp đỡ anh vậy. Genos tiếp tục cho thấy rằng mình đã biết quan tâm và lo lắng cho người khác khi sẵn sàng giúp đỡ Tatsumaki, thậm chí là chấp nhận tan nát để che chắn cho cô nàng Loli. Đó là thứ sức mạnh mà Genos đã mạnh lên rất nhiều. Saitama và tất cả mọi người nhận ra điều đó. Chỉ còn mỗi Genos là chưa nhận ra và chỉ chăm chăm vào thứ gọi là sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Chi tiết, Genos luôn muốn tự hủy mỗi lần bại trận, thực chất không phải là để nói rằng anh chàng yếu kém, mà nhờ nó chúng ta mới nhận thấy được sự trưởng thành về mặt tình cảm của anh chàng Cyborg này. Như cái cách hiện tại, Saitama đang chạm vào lõi năng lượng ở ngực Genos và bảo rằng điều đó có nghĩa là phần này của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, phải không nào? Một khung tranh đầy ý nghĩa và nó cũng được tô màu luôn. Sau tất cả thì Saitama chẳng giúp Genos phát triển được một chút sức mạnh nào cả. Nhưng bù lại, chính Saitama và những người bạn khác đã dần biến lõi năng lượng của Genos thành một trái tim thực sự. Mà đã là một trái tim thì nó không phải là để tự hủy. Nó cần lấp đầy bằng tình yêu, sự tin tưởng và tình cảm giữa người với người. Chứng kiến khung tranh Genos với khuôn mặt hạnh phúc nhìn Saitama cũng làm mình hạnh phúc theo anh em ạ. Garu lấy lại hoàn toàn ý thức. Cuộc đua tranh bát hương vàng mở rộng của bộ ba Garu, tinh trùng bạch kim và Flashy Flash. Sau đòn tấn công nhắm vào ba chỉ huy quái vật ở chapter trước và chứng kiến sự trở lại của bộ ba tấu hải, lúc này Garu đã lấy lại hoàn toàn ý thức. Theo đó thì kể từ lúc bất tỉnh dưới căn cứ hiệp hội quái vật, thợ săn anh hùng đã lên mặt đất và chiến đấu trong tình trạng vô thức. Và người đã giúp Garu lấy lại được ý thức chính là Lão Bang. Ông đã gửi gắm tâm tư của mình vào những đường quyền, từ đó khiến thợ săn anh hùng hồi tưởng về quá khứ và thức tỉnh được nhân cách. Thậm chí Garu còn bất ngờ về chính cơ thể quái vật của chính mình ở hiện tại. Nhưng sau tất cả thì điều đó cho thấy giữa Bang và Garu vẫn còn tồn tại một sợi dây liên kết tình cảm đặc biệt. Có thể nó sẽ là thứ hàn gắn lại hai thầy trò về sau. Đúng như mình nói trong video dự đoán chapter 202, một trận chiến tay ba giữa Garu, Flashy Flash và tinh trùng bạch kim đã diễn ra. Nó bắt đầu bằng đòn tấn công bất ngờ của Flashy với Garu, nhưng thợ săn anh hùng đã né được. Nếu anh em để ý thì sẽ thấy Flashy Flash khá là nhọn. Thanh niên này luôn tự hào về tốc độ xé gió của mình. Nhưng khi đến với ác hiệp hội quái vật, thánh quần tất toàn bị mấy anh lớn né skill một cách dễ dàng. Dưới căn cứ hiệp hội quái vật, Flash từng cố gắng tấn công Saitama nhưng bất thành. Tiếp đó anh chàng kiểm tra Blast thất bại và giờ thì tấn công Garu cũng trượt nốt. Cả ba lần đó, thanh niên quần tất đều tỏ ra hết sức bất ngờ với khả năng của đối thủ. Quay trở lại với trận chiến, Garu nhanh chóng nhận ra Flashy là anh hùng lớp S của hiệp hội. Còn thánh quần tất, bằng tất cả sự ngu người, đã cho rằng Garu là vua quái vật. Đến khi Garu xưng danh thì thanh niên S-Class mới nhận ra đối thủ là thợ săn anh hùng. Trong lúc Garu đang bốc phét, mình sẽ trở thành thảm họa cấp gót, chấn chỉnh lại thế giới, sẵn tuyên bố luôn hiệp hội quái vật là DBRR. Thì tinh trùng bạch kim như một cơn gió lướt nhẹ qua hai thanh niên kia, sẵn đấm luôn cho Garu và Flashy Flash mỗi đứa mấy nhát. Chính thức từ đây, chúng ta có trận chiến tay ba giữa những Racing Boy chính hiệu.
Nhìn vào khung tranh, tinh trùng bạch kim tấn công hai đối thủ còn lại, có lẽ là anh em sẽ thấy nó quen thuộc đúng không nào? Nó gần giống với cách mà tinh trùng vàng hạ gục Tatsumaki trong bản gốc đấy anh em ạ. Nhẹ nhàng và cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, khác với bản gốc, Tatsumaki gần như bất tỉnh sau đòn đánh đó, thì ở bản đẹp, mấy đòn mà tinh trùng bạch kim tung ra chẳng thấm là mấy so với hai thanh niên Garu và Flashy Flash. Tinh trùng bạch kim quay trở lại cực ngầu, nhưng dễ dàng nhận ra hắn đã chịu thương tổn không hề nhẹ từ đòn tấn công của Garu trước đó, thể hiện qua việc một bên mặt của tinh trùng bạch kim đã bị vỡ chút ít. Cuối cùng, như để bắt đầu cho giải đấu bát hương vàng mở rộng, ba thanh niên này ai nấy đều tự tin rằng mình sẽ đấm vỡ mồm hai thằng còn lại. Cứ thế, cả ba lao vào nhau, bắt đầu trận đánh. Như tất cả anh em đều đã biết, ba thanh niên này là những kẻ siêu nhanh, sức mạnh của họ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ. Chính vì thế mà khi trận đánh diễn ra, tất cả những gì mà chúng ta chứng kiến chỉ là những vệt trắng còn sót lại sau khi họ di chuyển. Tất cả chúng tạo nên một chòm ánh sáng khổng lồ. Và khi nó được phát đi bởi các thiết bị truyền hình, mọi người đều nghĩ đó là một hiện tượng siêu nhiên mà chỉ có thể do Tatsumaki hoặc các năng lực gia khác tạo nên mà thôi. Xác nhận này cũng là cách mà tác giả khẳng định cho siêu sức mạnh của ba kẻ này. Quả thực là hết sức ấn tượng. Đến với diễn biến cụ thể thì có vẻ Flashy là người bị nhắm vào nhiều hơn cả. Anh chàng quần tất dính đòn của Garu, sau đó là tinh trùng bạch kim. Nhưng Flashy vẫn đủ sức trả đòn ngược lại. Có một chi tiết khá thú vị là tinh trùng bạch kim đã dụ dỗ Garu phối hợp với mình hạ Flash trước. Nhưng đáp lại, Garu đấm cho tinh trùng bạch kim không trượt phát nào. Nhìn vào khung tranh, Garu cười sau khi đấm tinh trùng bạch kim, thực sự là thích anh em ạ. Dù là dạng quỷ nhưng có gì đó cực kỳ là hấp dẫn với nụ cười đó. Nói một chút về Flashy Flash, sau khi đọc xong chapter này, mình thực sự thấy Flashy quá mạnh. Dù ban đầu, Flashy xuất hiện với dáng vẻ tấu hài là chính, nhưng thông qua cách diệt gọn hai quái vật cấp rồng Hellfire và Gilwin và hiện tại là chơi cân kèo với Garu, tinh trùng bạch kim, thì quả thực là thanh niên này không phải dạng vừa đâu. Chính tinh trùng bạch kim cũng xác nhận rằng Flashy Flash đã yếu đi vì mất kiếm. Tuy nhiên, mất kiếm mà vẫn đánh được như thế thì thử hỏi nếu còn kiếm thì Flashy còn bá cỡ nào nữa. Quả này thì chỉ trách mỗi Tatsumaki bóp Flashy Flash. Cô nàng Loli mà không làm gãy kiếm của thanh niên này thì có lẽ anh còn thể hiện được ghê hơn nữa. Tất nhiên là chúng ta đang nhìn nhận sức mạnh của Flashy Flash theo mặt bằng chung với các anh hùng cấp S khác. Và nếu xét theo màn thể hiện, tới giờ này, những kẻ mạnh thực sự trong lớp S, theo mình thì chỉ có Tatsumaki, Bang và Flashy Flash thôi anh em ạ. Có thể vài anh hùng chưa thể hiện, nhưng ba anh hùng cấp S mình nêu trên quả thực là có màn thể hiện sức mạnh quá ấn tượng. Tuy nhiên, nói gì đi chăng nữa thì lúc này Garu vẫn trên cơ hai thanh niên kia một bậc. Bằng chứng là Garu đã liên tiếp tấn công trúng đích, gây kha khá vết thương cho hai đối thủ. Thợ săn anh hùng cũng cảm nhận được kỹ năng võ thuật của mình gần như sắp hoàn thiện. Bằng khả năng học hỏi đỉnh cao của mình, với tất cả những môn võ đã học được bằng nhiều cách khác nhau, Garu đã kết hợp những tinh hoa của các môn võ đó, biến chúng thành thứ mà Garu gọi là môn võ của riêng mình với cái tên Sát Thần Diệt Quỷ Thảm Khốc Quyền. Và Garu cũng có đề cập đến God khá là nhiều. Đầu tiên, hắn luôn chém gió rằng mình sẽ trở thành quái vật cấp God. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi khi mà Garu luôn muốn biến mình trở thành cái ác tuyệt đối để áp đảo tất cả loài người, từ đó tạo dựng thế giới dựa trên sự sợ hãi. Theo đó, Garu sẽ là God của tất cả. Mà cái ác tuyệt đối thì phải là quái vật mạnh nhất ở cấp God. Còn làm được không thì cũng hên xui, cơ mà khả năng là không. Thứ hai, Garu cũng có đề cập, kể cả thứ hão huyền như God cũng sẽ bị nghiền nát dưới tay ta. Mình không biết God trong câu nói này của Garu có liên quan gì đến thực thể bí ẩn chuyên ban phát sức mạnh cho kẻ khác hay không. Nhưng nếu có thì có vẻ như là Garu đã phần nào đó mường tượng được về thực thể này. Có thể quá trình hóa quái đã giúp Garu chạm đến điều gì đó liên quan đến God, mà nó liên quan mật thiết đến tinh thần của một con người. Vấn đề này khá là phức tạp, cho nên là có lẽ mình sẽ nói ở một video khác khi có nhiều thông tin hơn. Ác thủy dung hợp với đại dương. Sau khi Garu đề cập đến God thì hình ảnh của God được vẽ dưới lăng tự cổ xuất hiện trở lại. Cùng với đó, dường như ác thủy sau khi bị Garu đánh ở chapter trước đã chảy xuống lăng tự cổ sâu dưới lòng đất. Tại đây, nó đang kết hợp với dung nham mà Sai Hói từng sử dụng để tắm táp khi được Orochi rủ xuống chơi trước đó. Và sau khi kết hợp, dung dịch này đã tràn ra đại dương. Cuối cùng, thứ mà mình nghĩ rằng rất khó xảy ra đã xảy ra. Chính thức, ác thủy dung hợp với đại dương. Nhìn vào kích thước của nó thì cơ bản lúc này ác thủy to gần gấp 4 lần so với một siêu chiến hạm tàu sân bay hạt nhân. Tuy nhiên đó chỉ là hai mắt của nó thôi.
không biết khi lộ lên hoàn toàn thì tên quái vật này sẽ khủng khiếp đến mức nào. Theo mình đoán thì chi tiết ác thủy dung hợp với đại dương có lẽ được tác giả Murata phát triển ở bản đẹp để phục vụ cho việc cung cấp thêm thông tin về God. Theo đó, chính God đã ban sức mạnh cho ác thủy khi hắn rơi xuống lăng tự cổ, từ đó tạo nên con siêu quái vật biển này. Hoặc cũng có thể là do ác thủy có khả năng dung hợp với đại dương. Như này thì quả thực là bá anh em ạ. Anh em thử hình dung với kích thước khủng như vậy thì những đòn bắn các tia nước của ác thủy là mạnh mẽ đến cỡ nào. Tuy nhiên mình nghĩ rằng ác thủy sẽ chỉ điều khiển được một phần nhỏ của đại dương, chứ cả đại dương rộng lớn luôn thì có vẻ là hơi quá. Về người có thể ngăn cản con quái vật này ở hiện tại thì mình nghĩ là chỉ có hai người. Một là King, nếu như ác thủy vẫn giữ nội tại tấn công dựa theo cảm xúc. Quả này mà thật thì có khi King đại đế lại biến thành Poseidon anh em ạ. Người thứ hai chắc chắn đó là Saitama. Có khi anh hói sẽ giải quyết ác thủy bằng một đấm trước khi bắt đầu bài học đạo lý với thợ săn anh hùng Garu. Có Saitama xuất hiện thì gần như bây giờ ác thủy có to lớn và mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa đều gần như là vô nghĩa. Nhưng mình cũng hy vọng ít nhất ác thủy sẽ thể hiện được một cái điều gì đó trước khi đắp chiếu. Hy vọng tác giả sẽ không làm anh em chúng ta thất vọng. Ok, trên đây là video phân tích One Punch Man chapter mới nhất 202. Hy vọng là anh em sẽ thích video này. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.